Xin chào các bạn, quay trở lại với kênh YouTube của mình. Thì mình sẽ làm một cái đoạn hướng dẫn nhỏ về cái cách mà chúng ta tạo cái biệt danh trên Facebook. Chẳng hạn như mình đây, là mình là tên là Vũ Huy Toàn, biệt danh là Loser. Đấy. Thì có những cái bạn dễ thương, chẳng hạn như là bạn thì đặt từ bé heo, bé bò, trâu, lợn gì đấy, gấu ôm, gấu yếc, tuyết trắng gì đấy, thì các bạn vào đây để nhìn đây để phân biệt. Bởi vì khi mà trên trên cái Facebook này này, trên cái mục tìm kiếm, chẳng hạn như người khác tìm kiếm bạn, bạn muốn cho ai đấy biết được cái bạn, cái tài khoản Facebook của bạn, nhưng mà nó nếu mà nhắc tên là Vũ Huy Toàn, chẳng hạn mình tìm bản thân mình đi, Vũ Huy Toàn. Đấy, bật một phát này, xem tất cả luôn. Thì rất nhiều ông Vũ Huy Toàn nhé, rất nhiều ông Vũ Huy Toàn luôn. Thì chúng ta sẽ choáng váng vì chả biết cái ông nào là ông Vũ Huy Toàn là tôi cả, vì nhiều người lắm. Anh gì đấy, có một cái ông này, ông là Vũ Huy Toàn nhưng ông là Daniel Tiger đấy, nhiều biết chẳng hạn như là Vũ Huy Toàn nhưng mà Daniel Tiger đấy, cái ông gì đấy, anh em nhìn là biết ngay. Có những cái biệt danh khác này, biệt danh khác như của ông Vũ Huy Toàn này là LP Sodai đấy, đây là Vũ Huy Toàn Tùng Anh này. Đấy, thì là họ có những cái biệt danh riêng để chúng ta nhận diện. Như bản thân tôi là tôi lấy cái kênh của mình luôn, Vũ Huy Toàn Loser đấy. Còn quay trở về, tôi sẽ hướng dẫn các bạn là làm cái biệt danh đấy để cho tạo một cái sự khác biệt. Mình vào cái mục giới thiệu đây, mình giới thiệu này đấy, và chúng ta sẽ vào cái mục chi tiết về bạn. Đây thì ở đây là tên khác, các tên khác như là biệt danh hiển thị ở đầu cá nhân, chẳng thì chọn nên tôi yêu tùy chọn nhé, chỉnh sửa. Tức là mình chỉnh sửa nhé, chẳng như Rosales và bé heo đi, giả dụ đấy, bé heo đấy. Này, và sẽ khi mà trên trang cá nhân của bạn nó sẽ hiện lên này, Vũ Huy Toàn bé heo này đấy, đúng không? Nhưng mà mình không thấy bé heo, mình sẽ lấy cái tên cũ đi đấy, hiện thì đang hiện lên là Vũ Huy Toàn Loser đấy. Những tên khác luôn ở chế độ công khai giúp mọi người tìm kiếm đấy, những tên khác luôn ở chế độ công khai và giúp mọi người tìm kiếm bạn trên Facebook, chẳng hạn như là tìm ông Vũ Huy Toàn Loser G, Loser Z. Tôi còn ông Daniel Tiger thì nhập vô Vũ Huy Toàn ngoặc Daniel Tiger sẽ ra dễ dàng hơn. Rồi vào lưu thay đổi này, nó sẽ có. Còn chẳng hạn như mà các bạn này, mình quay lại cho các bạn xem nhé, là Vũ Huy Toàn Laser nhé, các bạn này không thích, các bạn không thích có biệt danh mà chỉ đơn giản là Vũ Huy Toàn thôi, đơn giản tên các bạn thôi đấy, thì các bạn vào đây tùy chọn xóa đấy. Mình quay trở về cái trang của bạn thì sẽ không còn đấy, nó không còn này. Và bây giờ mình sẽ cái như là đây là cái bước các bạn không có cái biệt danh nhé, mình sẽ làm lại từ đầu luôn. Đây, các bạn vào mục giới thiệu này, chi tiết về bạn này, đấy, vào cái mục là thêm biệt danh, tên khai sinh.
biệt danh đấy, biệt danh của tôi là Loser đấy. Các bạn click vào đây này, hiển thị ở đầu trang cá nhân đấy, nó sẽ ra như này này đấy, tên của các bạn này trong ngoặc biệt danh này đấy đó. Các bạn chẳng hạn như là Blue Dragon hoặc là Red Dragon đi, Dragon đấy, mỗi đoàn Red Dragon thay đổi thì sẽ ra, và mình vẫn lấy cái tên kênh mình thôi. Đây. Vừa lưu thay đổi khi các bạn nhắc vào cái trang cá nhân của mình thì sẽ là đây. Đây là cách mà chúng ta rất là dễ tạo dấu ấn riêng, người khác dễ dàng tìm thấy bạn. Vậy nha, các bạn cứ trải nghiệm đi thử, mà không làm được thì hãy PM qua kênh YouTube của mình và mình sẽ hướng dẫn cho các bạn. Hôm nay và hẹn gặp lại.